Xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Thánh Quý Bỉu. Chép 231 đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức Tân Anh Hùng Neo, báo hiệu một cơn bão lớn sẽ tràn đến thách thức sự độc tôn của Hiệp hội Anh Hùng. Liệu tổ chức sẽ làm gì trước thế lực mới nổi sẽ cạnh tranh song phẳng với họ trong ngành công nghiệp còn non trẻ nhưng đầy tiềm năng này? Gác lại những vấn đề trước mắt, Chép 232 sẽ tổng hợp lại toàn bộ những sự chuyển biến, đấu tranh tâm lý của từng nhân vật. Đây chính là tiền đề để họ đưa ra các quyết định sau này và ảnh hưởng ít nhiều tới cốt truyện. Vậy chapter này có những chi tiết nào nổi bật? Mời anh em đến với video bình luận bựa Chép 232 với tựa đề nâng cấp. Mở đầu chapter, chúng ta cùng quay trở lại với Flashy Flash. Cậu vàng Xuân Mượt đang trên đường truy tìm tàn dư của Hiệp hội Quái vật để moi móc thông tin về thực thể God. Với lượng thông tin cực kỳ hạn chế, anh chỉ có thể suy đoán rằng Hiệp hội Quái vật có mối liên hệ gì đó tới God. Vậy nên tất cả những gì cậu vàng có thể làm lúc này là truy vết các cựu thành viên của Hiệp hội Quái vật để tra khảo. Tuy nhiên, những nỗ lực đó vẫn chưa mang lại cho anh bất cứ kết quả nào. Mọi con quái vật mà anh tra hỏi đều tỏ thái độ với cán bộ, nên nhanh chóng được cấp chục thẻ hương và vài cân vàng mã đốt dần để xua tan đi cái lạnh dưới âm phủ. Cũng thông qua bọn chúng, anh muốn tìm kiếm tung tích của Manako, bởi lẽ cô nàng quái vật cũng là một nhân chứng đã tiếp xúc với thực thể God. Một mũi tên trúng hai con bướm, và anh cần phải tìm ra Manako càng nhanh càng tốt trước khi rơi vào tay các anh hùng khác. Khi đó cô nàng sẽ khó có cửa sống sót, vì các anh hùng mỗi khi phát hiện thấy quái vật đều rất manh động. Cá nhân mình thấy đây là cách hành xử khá cồng kềnh. Cậu vàng hoàn toàn có thể nhờ Shichi hoặc Sekiga phổ biến rộng rãi tới các anh hùng khác. Như thế vừa đỡ nhọc công tìm kiếm mà sự an toàn của cô nàng cũng được đảm bảo. Thế mới thấy đôi khi làm người hướng nội cũng là một cái tội. Chưa kể cậu vàng nhà ta đấu kiếm đã quen, chứ đã bao giờ biết cầm kỳ thi họa là gì đâu. Người ta vốn là con gái nhà lành, nhan sắc chim sa cá hấp hối, thế mà lên hình nhìn em nó không khác gì đời ơi sổng chuồng. Nếu không có chú thích bên cạnh, tôi vẫn nghĩ rằng đây là phác họa anh em cùng cha khác ông nội với Lỏn Bros. Là một người tôn sùng cái đẹp, tôi cực lực lên án hành vi che đầu dê bán thịt chó này. Sau một thời gian đi điều tra mà không thu được bất cứ thông tin nào về God hay Manako, Flashy Flash đã nghĩ tới việc nhờ tới sự giúp đỡ của tên hói. Bề ngoài trông hắn hơi đần độn và có vẻ thiểu năng trí tuệ, nhưng chưa tới nỗi xấu xúc phạm thị giác người nhìn. Trên hết là sức mạnh của tên này chắc chắn không phải là dạng vừa. Một ý tưởng độc lạ như vừa mới bú xong vài tấn đá chợt lóe lên trong tâm trí của cậu vàng. Chung quy lại là cái chen xin làm đệ của thằng hói đã xưa rồi, nay phải trở thành thầy của hắn mới là đi trước thời đại. Đúng là người thành công thường có lối đi riêng, còn chúng ta sẽ được chứng kiến thời khắc một chấn mé đủ được ra đời như thế nào. Chuyển cảnh sang tới câu lạc bộ áo ba lỗ, sau khi được Fubuki nhồi cho một đống lipid của thần lợn để tăng cường khả năng tự hồi phục, tăng top master đã tích cực múa tạ để lấy lại vóc dáng 6 múi xoáy ca như cũ. Bản thân anh tỏ ra khá tiếc nuối đống mỡ đó, chúng giúp cường hóa cơ bắp trở nên bền bỉ và dẻo dai hơn, nhưng các thành viên khác không nghĩ như thế, nhất là với tăng top cơ. Vì đơn giản bụng to thì lò xo bé, họ vẫn thích hình ảnh một đại ca đẹp trai khoai to body nổi đầy chuột hơn là một hòn bi ve chạy mà như lăn trên đường. Hôm nay cũng là cuộc họp định kỳ lần thứ 37 của cả nhóm, thế nhưng lại chẳng có mấy người tham gia. Lý do là có quá nhiều thành viên trở nên trầm cảm mà xin rút lui sau khi chứng kiến quy mô trận chiến với Hiệp hội Quái vật. Ngay cả thành viên mạnh thứ hai của nhóm là Máu Châu Ăn Chay cũng phải đi hồi phục tích cực tại viện răng hàm mặt khoa chấn thương chỉnh hình kết hợp với điều trị tâm lý dài ngày nên cũng không thể tham gia. Không trầm cảm làm sao được, bởi khi chứng kiến những gì xảy ra đã có người so sánh với ngày tận thế. Sức tàn phá vượt xa khả năng mà một con người bình thường có thể với tới. Chính điều đó đã bẻ gãy tinh thần chiến đấu của những anh hùng gan góc nhất. Việc toàn các anh tài cao to, đen thơm, mồ hôi dầu nhưng lại trở nên co vòi, tụt cổ khiến cho các thành viên còn lại rất bất bình. Ý chí của họ còn thua cả cô gái duy nhất trong nhóm là Tăng Tốp Cơ. Điều đó làm ảnh hưởng nặng nề tới hình ảnh và tinh thần máu lửa thường thấy của cả nhóm. Trong tình cảnh đó, Tăng Tốp Master vẫn tỏ ra lạc quan vì câu lạc bộ vẫn còn đó những thành viên trung thành nhất. Thêm nữa, bằng niềm tin với ma thuật áo ba lỗ đạt tới mức cuồng tín, anh cảm nhận được những chiếc áo ba lỗ mới sẽ chuẩn bị xuất hiện. Ngay sau đó, ba anh hùng cấp C bước vào từ sau cánh cửa. Cái tên đầu tiên là lớp C Hiyotoko, xuất thân từ làng thợ rèn, anh gia nhập Hiệp hội Anh hùng để chứng minh bố mày không chỉ giỏi làm thịt quỷ mà đi săn quái vật cũng pro không kém. Tội cái lớp C chỉ có khoảng 390 anh hùng mà anh vẫn cứ lẹt đẹt mãi ở hạng 347, suýt nữa chỉ đội sổ. Đã vậy, tác giả còn cho anh cực ít đất diễn, mỗi lần xuất hiện chỉ đơn giản là làm nền cho các nhân vật khác. Điển hình có thằng con cưng Garo, rảnh rỗi sinh nông nổi tiện việc săn anh hùng đã biến anh thành cái bao cát luyện tập. Cái tên thứ hai là chọc gậy bánh xe, thân là người thích chơi có hội, bán có phường, anh luôn xuất hiện trong nhóm các anh bạn cùng phế do hội trưởng Mu Văn Men đứng đầu. Bởi thế cũng giống như thanh niên làng thợ rèn, mỗi lần anh xuất hiện là y như rằng không sức đầu mẻ chán thì cũng đầu bó chân treo. Hiện tại chọc gậy bánh xe đang bó giò ở cấp C hạng 295, thanh niên này cũng là một trong số các nạn nhân may mắn để lên bảng vàng đếm số tới tay của Garo. Cái tên thứ ba là mặt nạ chăn bò. Cũng giống như hai vị thịt trước, anh ta được tác giả tạo ra chỉ để nhai hành. Ngoài việc xuất hiện tháng qua trong một vài chương ngoại truyện, chúng ta không có quá nhiều thông tin về anh. Vì thế, mình sẽ bỏ qua màn chém gió về nhân vật này để đến với nội dung chính của cuộc nói chuyện. Đó là lý do gì mà cả ba người họ lại tham gia nhóm áo ba lỗ. Vì cảm phục tinh thần chiến đấu bất khuất của Tăng Tốp Master trên chiến trường, nên họ đã xin gia nhập nhóm. Nếu anh em còn nhớ khi Tatsumaki và Saikorochi đang đọ bưởi,
Những anh hùng cấp C này là một trong số những người đã chứng kiến pha phi cột điện thần thánh của anh Tăng. Cộng với việc ông máu trâu này cứ liên tục lải nhải về dăm ba cái ma thuật áo ba lỗ, thế là họ đều tin sát qua hàm và giác ngộ được lý tưởng mới. Lúc đầu tôi cứ tưởng đấy là những câu nói đùa, ai ngờ họ lại nghĩ như thế mới là ngầu. Chuyển cảnh sang một gương mặt thân quen mà ai cũng biết, Phoenix Man, hay còn được giang hồ gọi vui với cái tên thân thương là Foreman. Sau khi bị biến thành gà con với cấp độ thảm họa dưới cả cấp quốc, cứ tưởng như hắn đã bị đám quái vật khác sơ chế thành gỏi gà mang cụt. Nhưng bất ngờ thay, tên này đã trở lại và sống heo thì hơn xưa. Hiện tại, Foreman rất hài lòng trong vai trò là linh vật mua vui cho các cháu mầm non mới nhú. Trước khi trở thành quái vật, tên này đã là một diễn viên trong chương trình dành cho thiếu nhi trong suốt cả chục năm. Tuy nhiên, việc bị sa thải khỏi vai diễn đã khiến hắn cực kỳ bất mãn mà bị quái vật hóa. Vậy nên, việc có thể quay trở lại với vai trò yêu thích có thể nói là một điều trong mơ. Hắn cũng được các cháu học sinh gọi với một nickname mới là Chickman, hay còn được gọi với cái tên là Chickman. Khi đang làm công việc yêu thích của mình, Chickman phát hiện ra đồng đế đã đứng chờ sẵn. Điều này cho thấy có vẻ như đồng đế đã phát hiện ra hành tung của hắn, nhưng cậu đã không làm gì. Chỉ tới khi khám phá ra những bê bối của hiệp hội anh hùng trùng khớp hoàn toàn với những thứ mà hắn đã nói cho cậu trước đây, đồng đế mới tiếp cận Chickman để hỏi về nguồn gốc của những thông tin đó. Có thể nói sau khi khám phá ra bê bối của đám chóc bu, sự bất mãn với tổ chức của đồng đế đang lên cao hơn bao giờ hết. Mặc dù chủ động gặp mặt trực tiếp, nhưng cậu vẫn giữ sự đề phòng rất lớn. Trong cuộc nói chuyện, một khẩu súng to như tổ bố thằng ăn mày được đồng đế bí mật ví thẳng vào vùng kín của hắn. Nếu tên này mà manh động thì đảm bảo có công chuyện. Vậy tại sao Chickman lại biết về những góc tối của hiệp hội anh hùng? Theo suy đoán của mình, nó tới từ năng lực của bộ đồ. Foreman đã nói rằng bên trong bộ đồ là cả một vùng không gian tinh thần, và những kẻ mặc bộ đồ có thể kết nối chung với nhau thông qua không gian này. Điều này có nghĩa rằng hắn đã thu thập được thông tin cơ mật của hiệp hội anh hùng qua một kẻ khác. Đây cũng là một quái vật tung hợp với bộ đồ. Theo quán tính, chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay tới chó canh phòng. Nhưng Thánh Quy Bu không nghĩ như thế. Bản thân chó canh phòng chỉ quan tâm tới thành phố Quy, nhưng thứ khác có hay không không quan trọng, trừ khi anh ta được Trung Cộng cài vào làm gián điệp. Vậy nên chúng ta vẫn cần phải chờ đợi các hé lộ tiếp theo của tác giả về nguồn gốc của mớ thông tin mà Foreman có được. Câu chuyện tiếp tục chuyển cảnh tới anh đen yếu đuối. Chàng bóng vẫn chưa thoát khỏi trầm cảm sau cú sốc tâm lý bại trận trong cuộc chiến với hiệp hội quái vật. Nhờ ơn thằng cu quốc trưởng khạc nhổ vô tội vạ mà giờ đây cơ thể đầy tự hào của anh nghiễm nhiên được điêu khắc lên một vài vệt sữa chua. Với việc cơ thể mất đi độ bóng loáng, anh cũng đánh mất sự tự tin thường thấy. Cho dù vẫn không ngừng tôi luyện, nhưng những vết sẹo vẫn còn đó như là một minh chứng cho sự mỉa mai không thể chối cãi, và nỗi sợ hãi bại trận đã đánh gục anh hoàn toàn. Tuy nhiên theo mình, đây chưa phải là lý do để đen bóng chuyển sang đầu quân cho Neo với vai trò là huấn luyện viên. Bởi lẽ ở hiệp hội anh hùng cũng có một bộ phận với vai trò tương tự. Mặc dù bị điểm liệt môn tâm lý, nhưng anh lại có diễm phúc mà ối thằng còn không dám mơ. Đáng buồn là trong đó có cả tôi. Đó là sự dõi theo và cổ vũ nhiệt tình của cô em Mizuki nóng bỏng. Đúng là cuộc đời vốn dĩ bất công, vậy nên cọng lông không bao giờ thẳng. Câu chuyện tiếp diễn tại thành phố Y. Một bầy Groot đông đảo từ đâu tràn ra và tấn công mọi sinh vật mà chúng trông thấy. Đó là chủng tộc Ma Cây, được đánh giá là thảm họa cấp độ Tiger, với mục tiêu hấp thụ loài người, khôi phục lại màu xanh cho trái đất. Đi đến đâu, những dây leo của chúng lần lượt tỏa ra và bán kín lấy các công trình kiến trúc. Bốn anh hùng đầu tiên có mặt ở hiện trường và đối đầu với chúng bao gồm anh chàng ảo thuật, lại thêm một nạn nhân khác của thằng con cưng Garo. Khá cay là trước đây anh ở cấp A hạng 7 nhưng nay đã bị tụt xuống còn hạng 11. Riêng mức độ phế thì vẫn u như kỹ. Kế đó là Samurai đột tử cấp B hạng 39, là phiên bản hạ cấp của bao cát nguyên tử. Người thứ ba là rìu sinh thái Ekoroji. Ông này là thành viên không thường trực của hội những người tối cổ. Được biết ông ta vừa mới từ lõi trái đất chui lên, vẫn khá bỡ ngỡ với không khí trên mặt đất. Và cuối cùng là máy nổ Dynamite Man cấp C hạng 221. Khác với sở trường ôm mòn liều chết của cựu anh hùng lớp A Bomberman, máy nổ cho thấy chất lượng tới từ những quả pháo được nhập lậu qua đường tiểu ngạch. Mỗi quả pháo khi nổ luôn mang lại cảm giác tê tái rát mông, đảm bảo không lo còn xác. Với chiến thuật gang bang lấy số lượng đè chất lượng, đám Ma Cây đã nhanh chóng bao vây cả bốn người họ lại. Tuy nhiên tốc độ di chuyển của chúng khá chậm nên họ vẫn có thể cầm cự được một lúc. Để phá vòng vây, anh chàng ảo thuật đã phải tung hỏa mù để mở đường máu cho cả bốn chạy thoát thân. Thế nhưng với mớ dây leo trăng trịt, họ đã nhanh chóng bị tóm lại. Ngay sau đó, nhóm áo ba lỗ do Tăng Top Master đứng đầu đã có mặt kịp thời, giải cứu thành công cho cả bốn. Không dừng lại ở đó, cùng với các thành viên khác, Tăng Top Master sử dụng tuyệt kỹ mang thương hiệu để ủi toàn bộ kẻ thù chắn phía trước để tạo ra một hành lang giúp tất cả trốn thoát, còn các anh hùng khác sẽ hỗ trợ phía sau. Ngay khi vừa phá vây thành công thì vật cản lớn nhất đã xuất hiện chắn đường cả nhóm. Tên của nó là Vua Ma Cây, một quái vật cấp rồng. Với một đối thủ ao trình như vậy, cả nhóm đã nhanh chóng bị trói lại theo những cách khác nhau. Như thường lệ, riêng Tăng Tốc Girl vẫn được ưu ái tạo hình theo nghệ thuật Shibari, đảm bảo khiến mọi con kêu phải auto bắn tùm lum. Theo khảo sát độ tuổi trung bình của fan One Punch Man, có đến 60% là các cháu học sinh chim vẫn chỉ bằng quả ớt. Phần còn lại là các thanh niên dù đủ lông đủ cánh nhưng vẫn chỉ làm được đúng một việc duy nhất. Vì thế, mong bác Murata tem tém lại, chứ tôi và các anh em thích lắm rồi. Trở lại với diễn biến chính của câu chuyện. Khi vua cây định cho đàn con đánh chén con mồi thì một đòn thiêu đốt đã clear đám crep trong một nốt nhạc.
Không cần phải nhắc thì ai cũng biết đây là đòn tấn công thương hiệu của hành ca Xenos. Trong bộ giáp mới, Xenos tự tin có thể cân được cả thảm họa cấp rồng và có vẻ như cậu cũng đã xử đẹp vua Ma Cây. Đánh giá cảm quan về bộ giáp của Xenos, mặc dù tôi không phải là một chuyên gia về cơ khí, nhưng trong trường hợp này tôi không thể đưa ra bất cứ kết luận nào vì như đã nói ban đầu, tôi không phải là chuyên gia về cơ khí. Có lẽ khá ấn tượng với bản update mới nên mục tiêu tiếp theo Xenos sẽ xin Saitama một buổi đấu tập. Còn nhóm tăng tốt tỏ ra khá đáng lòng, đúng là thằng cầy chạy bục mặt vẫn thua thằng nạp VIP. Điều mà tôi đánh giá cực cao là ý chí sụp sôi của cả nhóm vẫn không bị ảnh hưởng sau những màn thua sấp mặt đó. Cuối video, Thánh Weibo sẽ đề cập tới một chi tiết hơi bất hợp lý trong chapter này, đó là về cấp độ thảm họa của vua Ma Cây. Trong phiên bản webcomic, nó không hề được phân loại cấp độ thảm họa và đã bị Xenos xử đẹp. Trong cả hai phiên bản, cậu đều không hề bị sứt mẻ gì sau trận chiến. Thế nhưng mãi cho tới chép 129 của webcomic, cùng với bộ giáp đó, Xenos chỉ có một chiến thắng xít sao trước thảm họa cấp rồng là Đại Hắc Tộc. Bản thân Xenos đã hư hỏng nặng nề và thừa nhận rằng đó là một trận chiến đầy khó khăn. Vì thế, theo suy đoán, có thể có sự nhầm lẫn về mặt sức mạnh của vua Ma Cây giữa hai phiên bản, hoặc là tác giả cố tình thay đổi mức sức mạnh của Xenos. Do trong phiên bản manga, nhóm áo ba lỗ đã tham gia vào cuộc chiến, nên bắt buộc tác giả phải nâng cấp độ của vua Ma Cây lên để cân bằng sức mạnh. Vì nếu nó ở cấp độ Demon thì tăng tô Master đã không thua dễ dàng tới vậy. Theo đánh giá chủ quan, vua Ma Cây có sức mạnh ở ngưỡng Low Dragon, còn Xenos đang ở mức Mid Dragon. Dù sao vẫn còn quá ít thông tin nên đây vẫn chỉ là suy đoán chủ quan mà thôi. Và đó là toàn bộ thông tin mà mình muốn truyền tải cho anh em ngày hôm nay. Nếu thích video này thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những nội dung tiếp theo.